Theo Bộ Y tế đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 cho trên 1 triệu người tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau tiêm sẽ xuất hiện phản ứng phụ, nhưng sẽ tự khỏi và không gây ra vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cũng như không để lại di chứng. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi sau khi tiêm 1-2 ngày và theo dõi các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19. WHO khuyến cáo người tiêm vaccine cũng vẫn có thể bị dương tính với SARS-CoV-2 vì sau tiêm chưa sinh ra kháng thể và hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine này cao nhất là 90%. Về khả năng sinh kháng thể, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, sau từ 12 đến 15 ngày tiêm mũi thứ nhất, người tiêm sẽ bắt đầu có kháng thể phòng COVID-19. Dự án tiêm chủng mở rộng các tỉnh, thành phố đã ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường như sưng đau tại chỗ tiêm, nôn, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, đau họng, chảy nước mũi, ho, chóng mặt, khó thở, đau đầu, đau cơ, đau khớp. Điều đó cho thấy cơ thể đang tạo ra miễn dịch sau khi tiêm vaccine để phòng bệnh. Theo bác sĩ, mặc dù các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt, nhưng hầu hết sẽ tự biến mất sau vài ngày. Do đó, hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hoặc hoạt động nhẹ nhàng từ 1 đến 2 ngày sau tiêm tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng thuốc giảm đau trước khi tiêm chủng với mục đích ngăn ngừa các triệu chứng sau tiêm vì vậy sau khi tiêm người dân hãy đợi cho đến khi gặp các tác dụng phụ rồi mới dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ một tác dụng phụ khác có thể kéo dài là sưng hạch bạch huyết dấu hiệu nhận biết là người tiêm vaccine có thể có cảm giác như một cục u dưới nách hoặc trên xương đòn hoặc xương tế trong vài tuần nhưng sẽ tự biến mất